Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn ha, đã quay trở lại với kênh của Tài 66 nha. Thì hiện tại giờ đang có một cái mâm cơm rất là lớn luôn. Nó đang đi ship hàng dài để đem vô nè. Nó anh nêu nè. Bao nhiêu anh? 31. 31 mâm luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi. Vì đâu mà chở bằng xe ba gác và bên cạnh đó thì người giác người khiêng, thực sự mà nói cậu Năm quá trời hạnh phúc cô chú anh chị ơi. Nó. Bánh bía thì một bọc, bông thì hai người giác nha. 31 mâm. Cúng hôm nay ngày 14 tháng 4 âm lịch. Đây là bên trong hậu trường cánh gà. À, có mua thêm mâm nữa nè cô chú anh chị. Mua thêm mâm phải không anh? Mâm mới phải không? Mâm mới luôn. Còn không? Ủa sao không chạy vô đây mà không đậu rồi đó? Cậu chạy bên hông này lé cho dễ nè. Thôi lỡ rồi. Chắc hết này cho gọn đi. Chắc hết này cho gọn. Có lê, có xoài. Mới xuống thành phố đưa gọn mang gì nè. Bánh bía. Hai bàn này đủ không ta? Quan trọng là đủ mâm không anh? Đủ có mua mâm thêm mà. Mâm thì đủ. Đủ tính hết rồi. Hai bàn là xếp không đủ rồi. Cái này chắc xếp không lấy hai bàn nhỏ nữa, hai bàn xếp thêm ghế nữa quá. Không phải đâu, để đem xếp ra tại vì cũng còn năm của 10 mâm mà, còn cái kia nữa. Nghĩa là mình đem xếp ra. 31 mâm. 31 mâm. Lấy một bàn nhỏ cũng được xa trước. Cậu năm nghệ sĩ Vũ Linh. Đó, bây giờ chuẩn bị bên trong cánh gà đó, chuẩn bị luôn. Cô chú anh chị mâm này mua mới luôn, mua mấy cái mới mâm mới anh, 5-6 cái gì không em thấy mua nhiều, mua 6 cái 5 cái 5 cái nữa. 5 cái mâm mới đây, chị gái đây rất là quen luôn nè, chị gái spy sóc trăng sóc spy bánh da lợn phải không, đâu phải bánh da gì, da heo à. Dễ dưới quê em gọi ăn lợn. Đem hết chưa? Măng cầu tươi luôn nha, không phải măng cầu héo luôn nha, tươi luôn. Măng cầu này là măng cầu trái na, trái này là trái na. Cái này gọi là trái măng cầu na nha. Măng cầu na hả? Trái na. Mùa mốt mà. Quá lớn rồi, quá lớn rồi cái nhà. Cũng mấy chục mâm luôn. 31 mâm. 31 mâm mà cúng cậu Năm 10 mâm. Còn bao nhiêu mâm còn lại thì để cho cúng xung quanh hả, sao hỏi phải anh nêu. Hình như là cúng cậu có 10 mâm thôi. Cũng khủng luôn nha cả nhà. Xoài, cái này là bánh ú lá tre. Bánh ú lá tre ha. Cái này bên này có kiếm lắm. Để cho ảnh làm đi chứ hai ba người mà thọc tay vô rồi gói nồi. Lấy thêm một mâm nói chung là người một hai người sắp thôi chứ còn sắp nhiều không biết để sắp xếp anh em là sắp xếp đi sắp lại nó lâu với lại anh mua anh cũng không bài sửa không phải đâu còn đó 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 tự thấy sửa ông Thọ nay biết cái thùng sửa ông Thọ thì nó sửa ngồi kéo đưa cho Niu nó cắt cái đi nó bứt tay rồi bảy điện thoại luôn. Điện thoại mới mua. Điện thoại mới mua mà. Mới mua thì mới mua mười mấy chai á. Cậu trứng. Kè còn cái cây một đống bển kìa anh ơi. Thôi thôi. Đây mẹ đây hãy đi đưa. Có táo, xoài. Mấy ảnh trên mà cũng qua lớn luôn à. Dạ. Quá trời luôn ha. Để mấy ảnh dưới nè. Đây 14 à. Mỗi mâm cái là một cái quá. Để lấy mâm ra trước đã. Đây là hiện tại tụi em đang đứng bên trong cánh gà. Bên trong cánh gà ha. Rồi, hậu trường sân khấu của cậu Năm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cả nhà. Cánh gà này quá đặc biệt luôn. Thì tại vì nhiều khi cũng để cho mấy anh sắp cho nó gọn, tại vì mấy anh mua nên mấy anh sắp cho nó dễ, với lại mấy anh cũng biết đường sắp là cúng sao cúng sao. Đúng rồi anh Minh. Mình cúng xung quanh này đúng không? Xung quanh đây là cái này nè. À, vậy là dĩa. À, xung quanh là cúng dĩa. Bao nhiêu cái dĩa vậy? À, cái đó là bằng một, bỏ dĩa, bỏ bằng một cái bánh bao đi. Bỏ dĩa vô đây cũng được, cho anh em nó sắp phụ đi cũng được. Dạ, vậy đi. Chứ... Để cái mâm đi ra đầu tiên cho xong nữa, mình xếp cho cậu Năm.
Còn không là xếp cho cậu năm trước đây 10 năm trước đây để bên trước đi rồi mình xếp cái kia. Có sự cố em cắm cái bình máy bảy không có bảy không có bảy chưa rồi tại mua bây giờ phải việc công tại ngôn công từ bây giờ chuyển thành công là dĩa này là mỗi cái về nè kiểu cái hình công là một cái bánh nướng luôn quá một cái tại không rửa đó mới mua không rửa đâu cái cây này không rửa mua mới không rửa chưa được kìa rửa nữa bãi rồi đúng rồi một cái bên mà bên tía rồi sáu cái tía luôn đúng không có xin cho biết là biết chai hả rồi rồi lấy 10 cái bữa nay 14 mà chắc cũng chai 14 cái này chai mà sao cũng mặn đi ba rồi anh ơi cái dĩa này sao mà mình để đâu anh ơi đây là đất cũng đi trước nói rồi một dĩa đất đai đầu tiên đây đúng không? Em này của hai. Nếu mà nói gì cũng 31 mâm thì cũng đủ ghế. Đất đai cũng trái cây được ha, chứ đất đai cũng con gà là thua. Qua lên hôm nay này có họ tin theo ăn rồi với ông dĩa. Dĩa, phải dĩa 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 nè. 31 dĩa. Ờ nó mâm dĩa lớn quá, mâm bự quá, dĩa luôn. Để bánh úi cho ông ta. Hôm nay cái này mình thật sự mình không biết sắp tại vì ảnh mua á. Để tự sắp mình không biết sắp nên để nó chia đi chứ. Ừ, một hầu ảnh chia cái nó lộn xộn nữa. Tại vì ảnh mua ảnh biết đường ảnh sắp ra. Cái mâm của cậu mình trưng bày ra. Vậy là của cậu là khi mời mâm riêng ha. Đúng rồi, mời mâm cậu này. Cái này bánh bao gì? Của cậu là mời mâm này. Ơ ơ gì vậy? À là cái gì? Sao vậy? Chắc mới rửa hay gì. Em luôn nêu ảnh. Tắm buổi sáng nè nêu. Chắc là hôm nay là cái cây thấy gì? Cái cây luôn. Cái cây luôn. Bây giờ là để sao đây? Chắc là mình đưa hai bàn xác vô để mà nó đưa bàn xác vô anh cái diễn biến ngày 1 tháng 2 tháng như thế nào ơi. Cái này tuyệt vời. Từ từ mình tế cậu trước đã. Cái nào ra một cái. Đưa cái cho cậu đi. Đủ cái đi. Đúng rồi. Nãy này chỉ cách làm này như vậy. Mười cái cậu năm trước đã. Bỏ ra hết rồi. Đó, bây giờ xếp đi. Tiền 50 phút. Cái đây phải bỏ đi từ từ. Còn 50 mấy. Làm sao nó cầm. Cầm thấy nó cầm luôn. Đó. Bây giờ mình xếp này đó. À, mỗi bên má cầu. Là một hộp bánh bía nữa đúng không? Đúng đó. Xếp đi bên em bỏ thứ một ít vậy đó. Đó, vậy đó. Nó không lộn được hết. Đó, chia ra thứ ít. Chia ra vậy là không sót luôn á. Thứ ít. Đó, mỗi thứ một ít. Có để xoài không? Xoài nhỏ. Có, thứ ít. Đó, vậy đó. Nó khỏi, nó có động nha. Nãy họ chết luôn á. Từ. Có caramel. Bấm vô cái nút chụp hình giùm cái. Nút trắng trắng ở trên. Cái nữa. Rồi, chống ông nội từ từ, chống ông nội ớt rồi. Rồi. Rồi, ok. Rồi. Thôi bây giờ em mới chôm chôm thôi. Đó tính cho được ta mấy tay lê mọi thứ cho đây. Đó. Sao cũng bánh mía rồi. Trực tiên. Làm cái nhà là không có lậu. Không có lậu chấm nhét. Mọi thứ có đem bông. Hiện tại thì có một dĩa là chôm chôm. Và bên kia là cái gì cháy vải. Đó. Lê, cái na đầy đủ luôn. Và hiện tại tôi quay cái lưng ông hết. 31 mâm luôn. Cái này không nha. Cái này tôi sẽ như một cái bánh bía, một cây bánh bía. Ủa sao mình không cắt cây bớt ta? Có chị gì đó, chị vợ cắt cái mấy cái cây chôm chôm bớt. Chị cắt mấy cái cây chôm chôm bớt rồi chị. Giờ này thì vừa đang vừa có điểm là không có nghe điện thoại nha. Tôi thiếu đi lát tính sao. Đó cái nào thiếu mình bỏ cho nó. Đó hôm nay cũng lớn cho cậu Năm với cả nhà. 10 mâm. 10 mâm cũng lớn ha. Cái này gọi là đại lễ Phật đản nha. Nhưng mà tổng cộng tới 31 mâm ha. Tổng cộng là 31 mâm.
nhưng mà 10 mâm là cúng cho cậu. Còn 21 mâm cúng vòng vòng xung quanh các cô chú anh chị vòng vòng. 21 mâm các nghệ sĩ. Cúng chay mà. Này cúng chay mà. Thì mỗi một mâm thì có một thứ một cái nha, một trái bơm, trái xoài, trái na và dài trái vải, một cái bánh bía và một cái bánh bông lan chi lê, năm ngũ quả luôn á, đầy đủ luôn. Cái bánh bía này mình có tháo ra không, hả, để nguyên cây? 4, 5 trái cây không đủ quả. Có gì chưa đi ăn thì trời. Còn chương hoa nữa phải không anh? Em đăng. Nãy giờ mình quay mà mình không biết con này là của khán giả nào ha. Đó, thì hậu trường bên trong là gì đó cô chú anh chị? Thôi giờ mình qua bên kia nè, thiếu một cái. Thiếu một cái. Bên kia thì chị Nhi đang để bánh này làm bông. Đây chị Nhi đang cắt bông, sắp bông, bông quá trời bông luôn nè. Cái này mấy bình bông trời sâu đủ không? Bên đây chuẩn bị dĩa, bên đây đủ rồi đó. Bây giờ mình để hoa quả lên là nó không nè. Chén bên đây cô. Để bên ít trước đi. Để cho nó khỏi lạc. Em đi ngồi đi. Tại vì ở đây thiếu điều kiện, thiếu thốn nên cần phải để dưới đây, cô chú anh chị thông cảm nha. Nhưng mà có lót cái tấm bọc rồi, lót cái bọc ni lông rồi cô chú anh chị. Món nào cho chị đi một món nha bên. Cả nhà ơi, like đi, cả nhà like ủng hộ cả nhà. Bây giờ chị cắt bãi từ ai đi, mình bỏ trong cho. Có lẽ là em xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha. Phần 2 sẽ có phần 2 nha cô chú anh chị. Hãy đón xem chờ phần 2 nha, tại vì video nó dài rồi. Tải lên cho nó dễ cả nhà, dài quá dài tải lên không nổi nha cả nhà. Đó, nói xem chờ phần 2 nha cả nhà.